Hello hello, xin chào các bạn đến với Vị Marketing. Hôm nay mình sẽ review cuốn sách Giải Mã Siêu Trí Nhớ của tác giả Mai Tường Vân. Nói qua về tác giả thì bạn nào có theo dõi chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam á thì chắc sẽ không còn lạ lẫm gì về cái tên Mai Tường Vân nữa. Thì Mai Tường Vân là người đã vượt qua cái thử thách ghi nhớ mã QR code, khuôn mặt, số điện thoại và còn thi đấu với bậc thầy về ghi nhớ người Đức. Ngoài ra thì cô còn đạt được hạng 1 Việt Nam ở giải vô địch trí nhớ thế giới lần thứ 25 diễn ra tại Singapore vào năm 2016. Thì Mai Tường Vân đã trải qua quá trình huấn luyện và thi đấu, tài năng của cô đã được chứng minh bởi những thử thách cuộc thi. Ở cuốn sách này, Mai Tường Vân đã gom các trải nghiệm và khả năng ghi nhớ của cô trong cuốn sách. Mai Tường Vân đã giúp mình hiểu được cách mà bộ não ghi nhớ và phương pháp ghi nhớ mà các thí sinh sử dụng trong cuộc thi Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Để với phần nội dung của cuốn sách, mình đã đọc và có thể áp dụng rất là nhiều ở trong thực tế công việc, học tập cũng như cuộc sống. Các phương pháp ghi nhớ mà Mai Tường Vân có thể đề cập trong cuốn sách thì rất là thực tế luôn. Đảm bảo các bạn có thể áp dụng được sau khi đọc xong cuốn sách này. Cuốn sách thì gồm có 3 phần chính. Thì phần đầu Mai Tường Vân nói về cách mà bộ não ghi nhớ, bao gồm trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ dài hạn. Về khả năng ghi nhớ không phải chỉ thiên tài mới có mà có thể khổ luyện được. Ví dụ, trong sách Mai Tường Vân có đề cập tới ông Dominic O'Brien, từ một con bé có khả năng chú ý kém để luyện tập trong thời gian dài và trở thành một chuyên gia trí nhớ người Anh, đã 8 lần giành chiến thắng trong cuộc thi vô địch về trí nhớ thế giới. Cũng chính vì khả năng ghi nhớ thứ tự ngẫu nhiên của bộ bài khiến ông bị cấm ở tất cả các sòng bạc trên thế giới. Hay một ví dụ khác là ông John von Neumann, bắt đầu với một trí nhớ rất là bình thường. Có khi ông bị đạn trí nhưng sau khi luyện tập thì đã có thể đọc được rất là nhiều số điện thoại trong cuốn danh bạ một cách chính xác, dù chỉ xem qua có một lần. Thì bạn thấy không? Hai ví dụ trên chứng tỏ rằng trí nhớ không phải do bẩm sinh mà là một quá trình khổ luyện. Theo là các phương pháp ghi nhớ và cuối cùng là giải mã các thử thách trong cuộc thi mà Mai Tường Vân đã trải qua. Từng phần trong cuốn sách đều rất là thú vị luôn các bạn ạ. Đọc đến phần giải mã thì cảm giác của mình rất là đẻ luôn. Khi hiểu được cách mà các thí sinh siêu trí tuệ sử dụng cho cuộc thi, vì trong lúc xem cuộc thi thì mình khá hốc mồm chứ không hiểu sao các bạn thí sinh có thể làm được. Đặc biệt thì trong cuốn sách này có giải mã thử thách chân thực ảnh của Vương Phi nữa, là thử thách tìm tờ giấy trắng ở trong 200 tờ giấy trắng các bạn. Nói chung là rất là vi diệu luôn. Đi kèm với những phương pháp ghi nhớ trong sách là những ví dụ rất là thực tế, dễ áp dụng. Mình nhớ lúc nhỏ thì mình cũng có sử dụng phương pháp này để ghi nhớ đó. Nhưng lâu dần lớn lên thì cứ đọc và mài dũa, ít mài dũa cho nên là phương pháp này cũng bị lãng quên mất. Cuốn sách của Mai Tường Vân như thức tỉnh mình, giúp mình lấy lại ký ức của tuổi thơ vậy. Tường Vân còn việc hóa bản mã hóa thông tin từ nước ngoài mà cô đã học được để cho người Việt có thể dễ áp dụng hơn. Ở mỗi phương pháp ghi nhớ thì Mai Tường Vân có đề cập tới ưu nhược điểm của từng phương pháp, giúp mình có thể hiểu được nên áp dụng cho từng trường hợp như thế nào. Nói chung cuốn sách thì nội dung khá là logic, đi từ tổng quan đến chuyên sâu kiến thức, giúp người đọc có thể có cái nhìn tổng quan, sau đó đi vào chi tiết thì rất là dễ hiểu. Chất lượng giấy thì Mai Tường Vân chọn lượng giấy rất là dày, cho lên màu sắc rất là đẹp, màu chữ minh họa cũng đẹp luôn. Tuy nhiên thì mình chỉ khó chịu với cái loại giấy này á, đó là cái độ phản quang của nó bị bóng khi mà đọc ở đèn gần. Nói chung là chỉ có điểm đó trên cuốn sách là mình không ưng ý thôi. Còn lại thì ok. Với giá bìa là 139.000 thì đây là cuốn sách xứng đáng có trên kệ sách của tất cả các chúng ta. Dù ở mọi lứa tuổi, học sinh hay người đi làm thì có một trí nhớ tốt thì giúp chúng ta giải quyết được rất là nhiều vấn đề trong học tập và làm việc. Tóm lại là hãy đặt sách này về đọc ngay đi, thú vị lắm đấy các bạn. Mình sẽ để đường link mua sách ở bên dưới. Rồi, video review sách Giải Mã Siêu Trí Nhớ đến đây là kết thúc. Hẹn gặp các bạn ở những cuốn sách sau nha.
Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu bạn có thắc mắc thì hãy để lại bình luận bên dưới. Và đừng quên like video và subscribe để xem những video mới nhất của mình nhé. Xin chào.